đường hầm Golian, nối ngôi làng Golian trên đỉnh vách đá ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc với thế giới bên ngoài. Điều thú vị là đường hầm này được đào hoàn toàn bằng tay và các công cụ cơ bản như đục, búa, xẻng. Trong nhiều thế kỷ, người dân trong làng hầu như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Đến năm 1972, hội đồng trong làng quyết định đục một đường hầm xuyên núi để kết nối làng Gulian với thế giới bên ngoài. Nằm ở độ cao 1.700m so với mực nước biển, du khách tới đây có thể thưởng ngoạn những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Ngoài ra, đường hầm Golian được coi là một trong những con đường nguy hiểm nhất hành tinh. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin hẹn lại các video tiếp theo.